Alo, đây là buổi tường thuật trực tiếp trận đấu cầu lông giữa đội Hùng Dũng và đội Đức Trạch. À, xin một tràng pháo tay. Yip. Yip yip yip. Yeah.
Thank you.
không? Thank you.
Thôi còn được. Hết rồi, hết nước rồi. Con 20%.
Tắt nha, tắt nha. Tắt ngay để. Để chết đây. Hết nước rồi, mệt quá. Rút con nước này. Có đó, không nè. Đối tao. Đối tao. Thank you.
Còn có tivi nữa không vậy? Mắc tivi vậy? Đúng rồi. Mắc tivi chết à?